Em chờ cô một chút xíu, cô đang setup lại file một chút xíu. Em chuẩn bị cho cô đề số 15 luôn nhé. À, cô đang đang điều chỉnh lại cái màn hình một chút xíu, nó hơi bị lệch đúng không? Các em kiên nhẫn chờ cô một chút xíu nhé, bởi vì cô đang đây là lần đầu tiên cô thử livestream cho các em thì nó đang bị lệch cái màn hình một chút, cô đang sợ là các em hơi khó nhìn thì cô đang đang điều chỉnh lại một chút nhé. Trong khi chờ đợi thì các em nhìn trước cho cô các câu hỏi của đề số 25. Đề số 25 là trong cái mục miêu tả của cái video này cô đang có cái file đề cho các em đấy, các em có thể vào đó xem trước một chút xíu. Còn bây giờ đã là 8:38 rồi, mình đã hơi muộn để bắt đầu rồi. Đã nghe là 8:35 mình đã phải bắt đầu. Cố gắng là những buổi sau nhé, những buổi sau cô sẽ lên lịch cố định và mình sẽ không vào quá muộn nhé. Nếu bạn nào vào muộn thì chịu khó là mình xem giữa chừng hoặc là để sau khi kết thúc video thì các em xem lại vậy. Rồi, ok. Câu số 1. Đọc ED ending các em. Như cô có hướng dẫn các em ở trong các cái video trước rồi, nếu giả sử câu ED ending mà có đáp án kết thúc bằng chữ TD ở đằng trước đuôi ED thì mình sẽ làm nó dễ hơn đúng không? Nếu chỉ có một đáp án là kết thúc bằng TD thì đó là đáp án đúng ngay của câu. Còn nếu không có đáp án nào hoặc là có 3 đáp án là kết thúc bằng TD thì đáp án đúng sẽ là đáp án còn lại. Tuy nhiên với câu hỏi này thì các em thấy là không hề có một đáp án nào kết thúc bằng chữ T hoặc là chữ D cả. Thì các em sẽ phải đọc âm tiết đằng trước nó lên cho cô. Đương nhiên là cô thấy đâu đó các bạn sẽ có thể cô hướng dẫn các em một vài cái quy tắc như là PTK gì đó đúng không? Cô không thể nào nhớ được những cái quy tắc đó. Và đây các em lưu ý nó là dạng phát âm. Nó là phát âm, thế là mình sẽ phải sử dụng phát âm để làm câu hỏi này. Các em chỉ cần đọc âm tiết đằng trước nó lên thôi. Nếu bạn nào cảm thấy là vẫn chưa hiểu lắm thì các em sẽ xem lại video khác của cô nhé. Cô có hướng dẫn rất chi tiết về cái đuôi ED này rồi. Phần này này là mình sẽ đọc âm tiết đằng trước nó lên các em nhé. Đáp án A là âm N, N, âm hữu thanh, mình đọc to lên ấy. Đáp án B có âm nó bật bật âm lên đúng không các em? Thế là A và B đang khác nhau rồi. A và B đang khác nhau rồi nhá. Nên đáp án chỉ A hoặc B thôi. Đáp án C, C và D các em đều có chữ P thôi nhưng mà mình đọc sẽ là âm âm.
đúng không? C và D đều bật âm lên thì nó giống với đáp án B. Nên đáp án đúng sẽ là A thôi. Số 2, gạch chân chữ Y ngắn. Chữ Y ngắn thì thường đọc theo mặt chữ là âm Y, có thể là Y dài, Y ngắn, hoặc là đọc theo bảng chữ cái là ai. Và đây có một trường hợp nữa, nó đọc là ơ, ơ dài ấy kem. Đáp án A có dirty, dirty, selfish, aquatic và disable. Đáp án sẽ là A kem nhé. Đáp án A nhé. Cố gắng là cái phần phát âm ấy. Phần phát âm thì kem cố gắng tìm hai đáp án trụ, ý là hai đáp án kem chắc chắn đọc đúng đã. Sau đó là hai đáp án còn lại thì kem sẽ dựa theo những cái cách đọc của cái chữ cái đó, mình thử ghép, thử thử đọc theo những cái cách đọc của chữ cái đó và kem sẽ chọn được đáp án đúng thôi. Nhưng mà nhớ phải trụ được hai đáp án chính xác nhé, phải biết chắc 100% cách đọc của hai từ nào đấy rồi hãng đọc những đáp án khác, không cần đọc theo lần lượt A B C D. Số 3 kem. Số 3 kem có trọng âm nào. Cái nào chắc thì làm trước nhá. Kem có đáp án B. Thường những cái câu trọng âm của từ hai âm tiết này thì nó sẽ ít khi có quy tắc lắm. Thì kem thấy ở đây có đáp án B thì cô có hướng dẫn kem rồi, thường những cái từ mà có hai âm tiết đấy kem. Những từ có hai âm tiết mà cái âm tiết đầu tiên là cái chữ A ấy, chữ chữ đầu tiên ấy là chữ A thì thường trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Appear. Trọng âm âm tiết thứ hai kem nhé, bởi vì chữ A đầu tiên ấy thường đọc là âm ơ, appear trọng âm hai này. Finished, finish cái này từ này cũng khá là quen với các em đúng không, nó là trọng âm một. Finish đuôi ish rất ít khi có trọng âm. Become và begin đều quen đúng không, đều là trọng âm hai. Đáp án sẽ là C. Số 4 kem. Số 4 kem có từ trọng âm với từ dài thì thường là từ dài sẽ có ít nhất là có một đáp án có quy tắc. Thì đây đang đang có đáp án D đúng không? Kem lưu ý cho cô đọc là per nhá. Position. Position. Applauder. Trọng âm hai kem nhá. Nếu mà bỏ đuôi ở đi, bỏ đuôi r đi này, kem có động từ applaud thì là cũng là động từ hai âm tiết, từ hai âm tiết âm đầu tiên là chữ A đúng không? Đó thì là cũng sẽ là trọng âm 2 chuyển thành chữ A chuyển thành âm ơ, applaud. Honesty thì kem quen rồi, honesty thứ nhất. Thế đáp án sẽ là B luôn. Honesty. Mình có đuôi T và EST này cũng ít khi có trọng âm lắm, gần như là không có. Và commitment. Commitment. Ở đây từ này ở cái câu hỏi này thì cô muốn cho kem thêm một số từ vựng này, bởi vì mình biết là trong đề thi tốt nghiệp kem có những cái câu hỏi liên quan đến từ vựng, câu hỏi liên quan đến từ vựng nhá, và nó là những cái cặp từ cố định đi với nhau kem, collocation. Thì đây cô muốn kem để ý cho cô đáp án A, kem có cụm từ cố định make commitment. Giới từ gì kem? Commitment chấm 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 something mang nghĩa là cam kết. Kem còn nhớ giới từ gì không? Nếu bạn nào nhớ thì kem comment cho cô ở dưới nhé, để cô có thể nhìn thấy đáp án. Ok, cố gắng là những với những câu dễ thì kem mở rộng từ vựng ra một chút xíu đúng không? Ai nhớ ra đáp án thì cho cô đáp án, cho cô đáp án luôn nhé. Ở đây kem sẽ có commitment. Cô chưa thấy ai comment cho cô cả. Đáp án sẽ là two. Chờ các bạn lâu quá, cố gắng là sau comment nhanh cho cô một chút xíu nhé, để mình chữa đề nó nhanh gọn hơn. Kem có make commitment to something, cam kết làm gì, cam kết cái điều gì đó đúng không? Cái cụm này thì cô nghĩ là khá là quen với kem rồi, động từ make đi với commitment và giới từ to khá là quen đối với các bạn đã ôn tập tiếng Anh thi tốt nghiệp kỹ rồi, và đặc biệt là với những bạn mà thi học chương trình mới đúng không? Học theo chương trình mới các em gặp cái này rất là nhiều. Ngoài make commitment to, ngoài make nhé, thì cho cô thêm một vài động từ nữa, bởi vì khi đã quen rồi thì các em phải mở rộng từ ra một chút. Mở rộng bằng cách nào thì các em dùng công cụ thôi. Bình thường là cô có hướng dẫn các em tra rồi, một là mình tra từ điển OZX, từ điển OZX.com, đây là từ điển online. Còn nếu mà bạn nào mà ngại dùng online thì các em có thể sử dụng từ điển offline nhé. Đó là tra trong cái cửa hàng Google ấy.
Kem dùng kem tra cho cô từ từ điển product. Từ điển này có tích hợp cả dịch nghĩa này, rồi collocation này, từ đồng nghĩa đến trái nghĩa. Cô thấy cái từ điển offline này khá là hay. Đấy, mở rộng bằng cách là tự tra thêm nhá. Với những cái từ mà mình đã quen rồi, gặp lại những cái cụm từ đó thì các em phải nên mở rộng ra. Bởi vì có thể mình sẽ gặp lại collocation đi với commitment, nhưng các em cứ mong chờ là đáp án sẽ có từ make, nhưng đến lúc không có từ make thì lúc đấy các em lại bắt đầu hoang mang không biết làm nào cả. Thì đây cô có cho thêm động từ quen thôi, đó là give. Give commitment to. Thế nhá. Thêm nữa một chút nhá. Các em có display. Display bình thường là trưng bày đúng không các em? Thêm nữa này, show commitment to. Và bạn nào muốn, ý là trí nhớ các em tốt hơn một chút nhá, thì các em nhớ thêm cho cô từ này, demonstrate. Demonstrate commitment to. Đó. Cô vẫn thường hay bảo các em là cô sẽ cho tương đối nhiều một chút, ít nhất là từ 3 cái trở lên để các em quên quên dần là vừa, đúng không? Chứ nếu mà chỉ cho 1 đến 2 cái là các em sẽ quên hết mất. Ok nhá. Ngoài ra các em sẽ còn có thể là đi đi thôi, các em nhớ tạm như này thôi đã. Nếu mà nữa thì chắc là sợ khó nhớ được. Thêm một chút này, có đáp án A, các em có make commitment, give commitment, show commitment. Các em nhớ thêm cho cô đáp án D nữa. D các em sẽ có nằm trong một cụm từ cố định, đó là in position. In position. Các em biết là năm nay sẽ có một câu, ít nhất là một câu liên quan đến giới từ đúng không? Và giới từ thường là cố định rồi, nên buộc các em phải nhớ. In position, một cụm từ cố định này. Thêm cho cô một chút xíu nữa, có put somebody in position, đưa ai vào vị trí nào đó đấy, put somebody in position, sorry, yep, position, đúng không? Xem nào, nữa này, đạt được một cái vị trí gì đó. Ý là thăng tiến trong công việc hay là đến được một cái chức danh gì đó đúng không? Cô có gain. Không, mình không không dùng từ này. Cô có achieve các em ạ. Achieve. Có attain, các em cũng gặp từ attain nhiều rồi đúng không? Động từ đạt được. Và cho cô thêm một từ nữa đó là rich. Rich position. Cố gắng mở rộng các cụm từ cố định này ra nhé. Còn với những câu câu ngữ pháp cơ bản thì cô nghĩ là các em đều đúng cả, dễ đúng, nghĩa là mình không ít sai sót ở phần đấy. Cố gắng là mở rộng từ vựng ra. Cô biết là các cái phần collocation hay là thành ngữ gì đó nó sẽ khó với các em, nhưng nếu mà không làm thì đi thi nó quá hên xui. Đạt được cái vị trí gì đấy này, hay là củng cố vị trí các em ạ, củng cố vị trí. Các em có strengthen. Strengthen các em nhé. Position. Củng cố vị trí. Củng cố vị thế chẳng hạn. Đó. Xem nhé. Đó, cố gắng nhé. Cố gắng mở rộng thêm cho cô các cái từ vựng. Với những câu dễ thì mở rộng từ vựng một chút xíu. Tiếp theo câu số 5, câu hỏi đuôi. Chắc chắn là khi mình sẽ có câu hỏi đuôi rồi. Năm ngoái có, năm nay chắc vẫn có thôi. Các em có I wish. Trước cô còn nói với các em là câu câu hỏi đuôi thì các em phải xem là cái phần câu liệu nó có cái trường hợp gì đặc biệt không, nó có trường hợp gì đặc biệt để phần đuôi là cố định không ấy. Thì đây các em đang có I wish, có từ wish các em nhé, có wish nên phần đuôi chắc chắn sẽ phải sử dụng từ may. Đáp án sẽ là D các em ạ. Bình thường là câu hỏi đuôi sẽ đặt chọn liên quan đến phủ định đấy nha. Đây là nhớ là trường hợp cố định các em nhé. Và theo quan điểm của cô thì cô nghĩ đi thi thật, bình thường các em làm ở chương trình đại trà các em ít gặp lắm, nhưng mà vẫn gặp ở đây rồi thì cứ học nhé. Số 6 mạo từ. Năm nay thì đề thi tham khảo 2021 thì chứ không có câu mạo từ, nhưng đâu đó mình vẫn nên học để bổ trợ cho những phần khác nữa. Đáp án là B. A very nice school, một ngôi trường khá là đẹp và giáo viên rất là chăm chỉ.
Siêng năng cần cù. Các em học cho cô từ hard working nào kem. Hard working là một từ khá là quen thuộc, và mở rộng từ thêm nhé. Các em có một số từ mang nghĩa là chăm chỉ, siêng năng, cần cù. Các em có industrious. Cẩn thận nhầm các em nhé. Industrial là thuộc về công nghiệp. Còn đây các em có cái từ industrious, chỉ khác nhau cái đuôi thôi, nhưng mà nghĩa khác nhau hoàn toàn nha. Industrial là thuộc về công nghiệp, còn industrious thì lại bằng với hardworking, chăm chỉ, siêng năng, cần cù. Thêm một chút nữa nào. Studious cũng là một từ quen. Studious là từ cái từ student mà ra đúng không? Và hôm nay mình mở rộng thêm một từ, một hai từ lạ hơn một chút xíu nhé. Đó là từ diligent. Diligent, siêng năng cần cù game này. Từ nào lạ thì mình sẽ highlight lên một chút để dễ nhớ hơn. Còn từ nào biết rồi thì gọi là gợi nhớ lại một chút thôi. Và thêm một từ nữa gần nghĩa thôi game nhé. Bookish là kiểu như màu sách ấy. Thường cái từ bookish này hay là từ từ studious và từ books, lưu ý cho cô dịch tiếng Việt thì là siêng năng cần cù rồi, nhưng mà nó thường dành cho những người đi làm nhá. Đi, đi đi thi, giả sử các em có một câu hỏi liên quan đến từ vựng mà có cả industrious, có cả studious chẳng hạn, thì các em lưu ý cho cô là hai từ này nghĩa tiếng Việt giống nhau nhưng cách sử dụng trong tiếng Anh lại không hề giống nhau đâu, nó sẽ có khác nhau. Industrious nhắc lại là nó thường dành cho những người đi làm rồi, còn studious là hay dành cho những người đang đi học, học sinh, sinh viên. Đó. Mở rộng thêm từ các em nhé, để cố gắng là bổ trợ cho cái phần đồng nghĩa trái nghĩa các em. Trong một bài, trong một đề thi của mình có tận khoảng 7 câu, khoảng 7 câu đồng nghĩa trái nghĩa. Câu số 7 các em có giới từ. Giới từ thường là liên quan đến cụm từ cố định, liên quan đến từ đằng trước hoặc đằng sau thôi. Ở đây các em có cố định đi với từ reality. Reality. Đáp án B các em nhé. In reality. Thực tế. Take risk quá quen rồi các em. Take risk quá quen. Thế nên là cô sẽ thể là có nguy cơ bị làm sao đó. Chưa nhỉ? Cố gắng một chút nhé. Tiếp theo, các em sẽ có thêm một cụm nữa này. Cố gắng mở rộng ra. Mình quan trọng chất lượng hơn đúng không? Pose. Risk. To. Pose. Risk to something. Threat to something. Và bên nhé. Dành cho các bạn khá hơn một chút nữa này. Do something at your own risk. Học cho cô cụm này. At one's own risk. Ý là câu này thì cô cố gắng dịch chi tiết một chút nhé, để cho các em dễ hiểu hơn làm gì. Và nếu mà có hậu quả như thế nào thì mình cũng phải chịu trách tự chịu trách nhiệm. Là làm gì đó, cố tình làm gì mặc dù người ta đã cảnh báo mình rồi, và kết quả có ra sao thì cũng là do mình phải tự chịu trách nhiệm. Nghĩa nó hơi dài nhá, nhưng mà cô muốn để các em hiểu rõ cái cụm từ đó. Câu số 10 kết hợp thì các em nhỉ, kết hợp thì nhá. Các em có từ when kết hợp giữa quá khứ tiếp diễn với quá khứ đơn thôi. Đáp án A. Dễ thì làm nhanh nhá. Câu số 11 chọn từ nối này. Đi thi 2 năm nay cô thấy là cái câu từ nối trong phần câu lẻ này thì nó không làm khó các em đâu. Nó sẽ cơ bản thôi. Thường dịch là những cái từ nối mang nghĩa là vì hay là tuy nhiên hay là mặc dù thôi. Còn nếu mà với những cái câu 11 này thì nó sẽ khó hơn một chút đấy các em. Câu này phải dịch nhá. Những cái loại hạt rẻ cái gì? Inedible, quan trọng nhất là cái từ inedible này các em này. Giả sử nếu các em không biết cái từ này nhưng các em thấy là cái từ này còn nó có tiền tố in đúng không các em? Thường những từ mà có tiền tố in thì nó sẽ mang nghĩa tích cực hay là tiêu cực ấy các em. Đó, tự trả lời cho mình các em nhé. Các em thấy ở đằng trước có từ delicious. Delicious, ngon này. Đằng sau lại có tiền tố in, cái từ này able là có thể, in nữa, thêm tiền tố in nữa các em. Nó sẽ mang nghĩa là không thể gì đó đúng không? Các em lưu ý cho cô từ này nhé, là không thể ăn được. Đấy. Hạt dẻ thường thì rất là ngon khi được rang lên, còn hạt dẻ ngựa thì lại không thể ăn được, và chủ yếu là được sử dụng bởi bọn trẻ con chơi game này, nghĩa là nó không ăn được mà bỏ ra mà chơi chơi đồ hàng thôi. Đáp án ở đây ý là các em thấy là hai vế của câu này đang thấy nó có sự trái ngược với nhau đúng không các em? Cho cô đáp án là C hay là D?
Các em cùng suy nghĩ một chút nhé. C và D đều chỉ cái sự trái ngược giữa hai vế. Tuy nhiên, bây giờ phải chọn đáp án nào? Mặc dù mình biết được ở đây là cả hai vế này sẽ là trái ngược nhau rồi. Mạng chắc là hơi chậm một chút các em nhé. Mạng chắc là hơi chậm rồi. Vừa mờ mờ lag à. Thôi chịu khó nhá. Chịu khó chắc là buổi tối mạng nó không được ổn định cho lắm. Rồi. Cứ cố gắng hôm nay đã nhá. Hôm khác thì cô sẽ cố gắng là sẽ khắc phục thêm sau. Ở đây các em sẽ chọn đáp án là D các em nhá. Đều thể hiện sự trái ngược nhưng mà whereas trong khi ấy, đồng chủ ngữ giúp gọn. Cô sẽ sửa lại câu này một chút nhé, viết lại câu này một chút. Câu này thì lại không ổn rồi, câu này lại không không thành ra thì là ý là hai vế đều cùng chủ ngữ luôn, phải thay đổi câu hơi nhiều nên thôi cô sẽ chữa luôn. Chúng tôi đã tham gia vào một cái gì đây, cái đi bộ gây quỹ từ thiện gì đó được tổ ở câu bị động. Số 14 các em. Số 14 thì bốn đáp án là đều cùng chung một từ, chọn loại từ phù hợp thôi. Nhìn đằng trước đằng sau chỗ trống. Đằng trước mình có to be word, đằng sau có phân từ. 5 từ câu 15 đến câu từ vựng các em. Câu 15. Cô vẫn chữa nhá, nếu mà tí nữa mà nó đỡ lag hơn một chút thì chắc là các em xem lại giúp cô vậy. Cụ động từ sau khi giới hạn lại ý là thu gọn lại cái lựa chọn của mình xuống còn 3 cái thôi, là trong chục cái chẳng hạn, là sau đó là rút gọn lại còn có 3. Các em chọn cho cô đáp án A nhé. Narrow down. Narrow down. Các em học thêm cho cô nào. Run into các em đã từng gặp rồi. Run into các em đã từng gặp, một là tình cờ gặp ai đó. Tình cờ gặp nó bằng với come across các em. Nghĩa thứ hai cho luôn giúp cô nhé, đó là thường hay đi với kiểu kiểu hình thời tiết xấu, ý là gặp một cái gì nhỉ, mạng lag quá thôi, cố gắng khắc phục vậy thôi. Nghĩa thứ hai cho cô nhé. Nghĩa thứ hai của từ running into này, ngoài mang nghĩa là tình cờ gặp này thì các em còn nghĩa nữa hay rất hay gặp, đó là cái bằng cái từ experience difficulty, ý là trải qua khó khăn, gặp khó khăn đấy. Difficulty gặp khó khăn hay là gặp một cái thời tiết xấu nào đó. Experience difficulties hoặc là running into bad weather chẳng hạn ấy. Ý là thêm nào, các em có see through, các em có see through somebody, mở rộng ra nhé, see somebody through hoặc là see something through, nghĩa là nhận ra sự thật về cái điều gì đó. Về điều gì hoặc là về ai. Nhớ cho cô là cụm từ có một nghĩa nữa là không từ bỏ điều gì, not give up something until it finished. Ý là phải hoàn thành cho đến, ý là phải làm cái gì đó cho đến khi nó hoàn thành thì thôi, chứ không bỏ dở giữa chừng. Thêm một cái nữa nhá, đã lỡ cho rồi thì cho luôn. Các em có see somebody through bằng với help, help or support somebody, giúp đỡ hỗ trợ ai đó. Help support somebody. Này bay, ý là xuống máy bay thì phải kiểm tra lại đồ đạc cá nhân đúng không? Đồ dùng cá nhân. Có nhiều bạn cô nghĩ sẽ tra cái này rồi các em chọn sẽ chọn đáp án D. Baggage nó gần giống với từ luggage là hành lý các em.
là hành lý. Cái này chưa đủ, đáp án D này chưa đủ, nó hơi nhỏ các em ạ, nó hơi hơi hẹp. Ở đây cô sẽ chọn đáp án là C, là belonging. Kem nếu mà dịch theo tiếng Việt ấy, kem mà dịch tiếng từ điển Anh Việt thì kem sẽ băn khoăn giữa đáp án A và đáp án C, đều đều dịch là tài sản của cải gì đó đúng không? Đấy. Đi thi là mình sẽ có mấy câu liên quan đến từ vựng kiểu như này nhá, nghĩa tiếng Việt thì nó giống nhau nhưng mà cách sử dụng trong tiếng Anh thì lại khác nhau đấy. Belonging, kem những cái câu kiểu dạng như này này, nghĩa tiếng Việt giống nhau nhưng cách sử dụng tiếng tiếng Anh ấy nó khác nhau, thì kem phải tra từ điển Anh thì kem thì mới làm đúng được. Nếu mà kem có tra rồi ấy, thì cái từ belonging này là sẽ là cái của cải, là cái đồ dùng của mình mà mình có thể mang đi lại được nhưng không bao gồm đất, not land or building nhá. Not land or building. Của cải, các cái đồ dùng của cá nhân mình có thể mang đi lại được nhưng không phải là đất đai hay là nhà cửa thì không thể mang đi được. Còn đáp án A, cái từ estate, cái từ này lại thường là dành cho của cải liên quan đến đất đai, cái bất động sản đấy, cái đất đai mà mình sở hữu nhá, là liên quan đến đất đai, land. Số 19 kem. Số 19 kem có một thành ngữ này, take somebody under gì đấy. Giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu tôi như thế nào đó với cái bạn bạn nam mới đến, ý là cái bạn này mới mới đến lớp ấy, mới vào lớp ấy, và cố gắng là hỗ trợ anh ấy. Chắc là hỗ trợ anh đấy. Kem nghĩ là mình dùng từ nào bây giờ? Thường là thành ngữ kem dịch theo nghĩa đen thì cũng hơi khó đấy. Ở đây kem thì có 3 bộ phận liên quan đến tay này. Hai bộ phận A là cánh tay, D là bàn tay, rồi wing, wing là cái cánh của mình, cái cánh đúng không? Đáp án ở đây sẽ là đáp án C kem nhé. Để ai dưới cánh của mình? Để ai dưới cánh của mình? Take somebody under. Take somebody under wing. Take somebody under wing kem nhé. Không cần S, không có S đâu nhé. Là take care of kem. Chăm sóc. Bằng với take care of kem nhé. Nó bằng gần nghĩa với từ look after đằng sau luôn đấy kem. Chưa? Nữa cho cô này. Kem có take somebody under wing là chăm sóc, quan tâm gì đấy. Các em có thêm một từ nữa cho cô là take wing. Take wing, cất cánh ấy các em. Fly away. Take wing các em nhá. Giả sử đâu đấy có cái từ sẵn từ wing, sau đó bắt các em chọn động từ cố định đi đằng trước hoặc sao nhỉ. Take wing, cất cánh. Chuyển tiếp nhá. Hôm nay chắc là mạng nó hơi lag nên là cô sẽ chữa luôn vậy. Cô không chờ các em comment nữa nhá. Câu số 20, kem có remote. Remote là xa xôi hẻo lánh đấy đúng không? Gần nghĩa với từ mountainous này, vùng xa xôi hẻo lánh, vùng 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 sâu, vùng xa, vùng núi. Đáp án sẽ là B, far away. Far away. Ở đây kem có từ those in need nhé, để cho cô cái cụm từ in need. Somebody in need. Đang cần sự giúp đỡ gì đó đúng không? Kể cả em không cần nhớ nghĩa cũng được, em nhớ cho cô cái cụm từ thôi. In need. Số 21 kem có hazardous. Có hazardous. Từ này gặp khá là nhiều lần rồi. Hazardous. Nếu kể cả không biết thì kem cũng thử dịch một chút nha. Cô có bảo là trong 4 câu tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa thì kem sẽ có 3 câu là từ đơn lẻ đúng không? Từ đơn lẻ. Trong 3 từ đơn lẻ đấy thì sẽ có 2 câu quen thuộc hơn, còn một câu là từ lạ hơn một chút, nhưng mà hoàn toàn có thể dựa vào ngữ cảnh của câu để đoán được em nhé. Em biết cái môn hockey ở phương Tây rồi, ở Mỹ rồi. Cái môn tôi nghĩ rằng cái môn hockey này là một môn thể thao như thế nào đó này. Bởi vì bạn thường xuyên bị hit, get hit. Em biết hit là kiểu va chạm đấy đúng không? Rồi broken bones nữa. Broken bones. Bị đã gãy xương đấy em. Gãy xương thì đây là một môn thể thao rất là nguy hiểm em nhỉ. Suốt ngày va chạm rồi bị tai nạn thôi. Đáp án sẽ là A, dangerous.
nhớ cho cô từ hazardous các em nhé. Các em có trọng âm của từ này vào âm tiết đầu tiên, hazardous. Số 22 và số 23 tìm từ trái nghĩa. Tìm từ trái nghĩa nào các em? Các em có từ livelihood. Livelihood là có khả năng đúng không? Nó sẽ gần nghĩa với đáp án C. Thế là livelihood thì là mang nghĩa tích cực rồi. Bây giờ mình sẽ tìm từ mang nghĩa tiêu cực thôi. Ở đây nhìn qua qua thôi. Các em cũng thấy là đáp án D nhỉ. Improbability. Tiền tố im các em nhé. Tiền tố im. Từ mang nghĩa tiêu cực. Thường là mang nghĩa tiêu cực. Chứ không phải là 100% các em nhé. Ability. Và possibility các em. Có ý C và ý D đấy. Chả qua C và D đang khác nhau cái tiền tố thôi. Cả hai từ này nếu mà các em có tra từ điển đều mang nghĩa là có thể đúng không? Và trước đây cũng có nói rồi đấy. Hai từ này khác gì nhau? Hai từ này khác gì nhau? Dịch tiếng Việt thì đều là có thể. Tuy nhiên là nếu giả sử trong một câu hỏi nó có cả hai từ này thì các em phải làm thế nào? Còn nhớ khác nhau. Hôm nay là chịu khó nhá. Hôm nay chịu khó mình sẽ chữa hết đề này đã. Rồi buổi sau thì cô sẽ đáp lại một chút để không bị đỡ bị lag. Còn bây giờ đang dở trường nghe thôi nhá. Probability là có khả năng nhưng mà khả năng xảy ra cao hơn so với possibility các em ạ. Nhớ lại cho cô, cả hai từ đều mang nghĩa là có khả năng. Nhưng từ probability thì khả năng xảy ra cao hơn. Rồi các em nhé. Số 23, các em còn nhớ từ decline đúng không? Từ decline. Decline thì bằng với decrease đấy các em. Decline thì bằng với decrease. Bằng với force. Sorry, fall. Hay là reduction. Nếu cả bốn từ này đều mang nghĩa đều là danh từ các em, đều là danh từ thì đằng sau nó sẽ là giới từ in something các em nhỉ. Giảm cái gì đó. Cái gì đó bị giảm xuống đấy đúng không? Decline, decrease, fall, reduction in something. Mở rộng thêm một chút nữa này, ôn tập luôn này. Các em có on the decline thì sẽ bằng với on the decrease. Để ý nhá, vừa nãy mình có là decrease in something, decline in something, nhưng ở đây là giả sử đi thi nó bắt các em chọn giới từ đứng đằng trước từ decline thì nó lại là giới từ từ on. Thêm một chút xíu nữa này, người ta có on the decline, có cả in decline nữa các em ạ. Có in decline. Nhưng lại không có in the decrease các em nhé, không có in decrease. Mình chỉ có on the decrease hoặc là decrease in thôi, chứ không có in decrease. Lưu ý cho cô nhé. Decline. In decline hoặc decline in đều được, nhưng mà lại nếu đi in decree có viết vào đây cho thì không có cái nhá, là sai, không có như này đâu, đừng nhầm nhá các em nhá. Câu 24, câu giao tiếp đáp án sẽ là C. Bạn đang tìm gì à? Bạn có cần tôi giúp đỡ gì không? Sarah bảo là nếu mà bạn không phiền, nếu bạn không cảm thấy phiền thì hãy giúp tôi. Đáp án D, các em học cho cô từ jealous này. Các em có từ jealous thì bằng với từ shout at. Jealous bằng với shout at, la mắng các em nhé. La mắng. Đi về giới từ at các em nhé. Câu số 25, Anthony bảo là tôi rất xin lỗi vì đã làm cho con rất xin lỗi vì đã làm mẹ buồn. Đáp án sẽ là gì các em nhỉ? Đáp án C đúng không? Nhưng mà mẹ nghĩ là con sẽ lần sau con sẽ cố gắng hơn.
Đáp án C là đáp án hợp lý nhất rồi. Bạn ấy nói là bạn ấy bị điểm D này, bạn ấy bị điểm D môn tiếng Anh mà còn tự hào gì đúng không? Đáp án A là mẹ cảm thấy không khỏe, bây giờ mẹ cần nghỉ ngơi. Đáp án D là thật à, thật đấy à. Thì đáp án C vẫn là hợp lý nhất rồi. Cố gắng là đi thi cái câu giao tiếp, các em đọc thật kỹ và chọn đáp án đúng nhất thôi nhá. Đừng cố dịch theo theo cái ý hiểu của mình. Câu 26, đại từ quan hệ nào không được sai nhé. Innovation, innovation các em, chỉ vật. Đáp án sẽ là A. Câu số 27, các em thấy là đây là câu từ vựng, bốn đáp án là khác nhau. Thường là đi thi câu này sẽ liên quan đến cụm từ cố định nhé. Có hai câu từ vựng thì đâu đó sẽ có một trong hai câu là câu từ vựng, kết hợp từ, collocation. Còn một câu sẽ là câu lựa chọn từ. Đây, ở đây thì câu 27 và câu 29, thậm chí là câu 28 nữa đều là liên quan đến cụm từ cố định các em ạ. Một cái phrase, một cái cụm từ ấy các em. Phrase hoặc là collocation. Câu 27 các em, 27 các em chọn từ nào là liên quan từ make đằng trước đây này. Make thì mình có make attempt và make contribution đúng không các em? Đấy, cho nó cho mình 50 50. Make attempt là cố gắng. Make attempt to verb em nhé. Còn make contribution, cống hiến, đóng góp đấy, góp phần đấy. Make contribution cũng đi với to, nhưng lưu ý cho cô là cái to này thì khác với make attempt. Make attempt là to verb, nhưng mà make contribution to là to giới từ các em ạ, nên nó sẽ là verb ing hoặc là một danh từ. Đấy, thì đây ở đây các em thấy đằng sau số 27 ấy, nó là to verb đúng không? Nó lại là to verb nên đáp án sẽ phải là B. Là B các em nhé. Số 28 các em cũng có cụm từ cố định cũng khá là quen này. On the verge of. Có nguy cơ bị làm sao đó đúng không? Câu số 29, động từ lựa chọn từ đấy các em ạ. Ở đây có it cộng với tính từ. Cái động từ nào mà đi với tân ngữ giả là it, sau đó là cộng với tính từ possible. Chắc là các em cũng nhìn ra ngay nhỉ. Thực ra thì ở đây có thể sẽ là nếu bạn nào biết nhiều một chút thì các em sẽ lại hơi băn khoăn. Một là make it cộng với tính từ. Hoặc là find, find it tính từ thấy, thấy điều gì như thế nào. Còn make là làm cho cái gì đó trở nên thế nào ấy. Nhớ được cấu trúc ra thì câu này các em vẫn phải dịch một chút. Đi thi cái đặc điểm của bài đọc điền này là thế. Sẽ có một câu là nhìn cái làm được ngay. Còn một câu sẽ phải là biết rồi nhưng mà vẫn phải dịch một chút thì mình lựa chọn được đáp án đúng ạ. Đúng cơ. Và câu 30 các em. Câu 30 câu này là kiểm tra từ nối. Kiểm tra từ nối nhé. Kiểm tra từ nối trong bài đọc điền thì cô nghĩ là khó hơn. Khó hơn so với bài đọc so với cái câu mà tìm từ nối nhưng mà là câu đơn lẻ. Bởi vì câu đơn lẻ thì nó không bị phụ thuộc với câu khác, các em dịch nó dễ hơn. Còn đây là phải dựa vào mạch của đoạn văn thì cô nghĩ là sẽ hơi dễ nhầm. Ở đây cô chọn đáp án là C các em ạ. C, consequently. Consequently các em nhé. Bằng với as a result các em. Kết quả là đấy. Ở đây chắc là mình phải đọc qua qua một chút xíu này. Một là các em thấy là vị trí của cái số 30 này cũng gần gần cuối bài rồi. Nên thường nó sẽ ít khi dùng nevertheless. Nevertheless như là however các em, tuy nhiên ấy, thể hiện sự trái ngược ấy. Thường cái từ này nó hay ở đoạn giữa giữa hơn. Thế là nó thể hiện quan điểm trái ngược giữa đoạn trên, đoạn đoạn trước và đoạn sau. Đấy. Và thêm nữa để chắc chắn thì mình sẽ dịch một chút ở đây xem nào. Thế là bài này nói về giáo dục đại học, cao học gì đó, muốn muốn được ý là cái muốn cái bậc học đại học, cao học hay là cao đẳng phổ cập cho đến nhiều người hơn, tất cả mọi người. Và đây xem nào, đọc qua một chút. Giáo dục đại học cao học này bao gồm những học sinh như nào đó này, hay là và có thể tiếp cận được với nền giáo dục đại học từ xa nhá. Vì vậy mà cái chi phí học online sẽ giảm đi khá là nhiều để đạt được cái sự tiếp cận toàn cầu gì gì đấy đúng không? Tạm dịch nghĩa đen thôi. Đáp án C là hợp lý hơn rồi. Because thì đương nhiên bỏ nhá. Because thì làm sao mà có dấu phẩy đằng sau đúng không? Đi thi là không bao giờ nó sai một dấu chấm dấu phẩy rồi. So that chỉ mục đích. So that thì thường là nó đứng ở giữa câu cơ, đứng ở giữa câu để chỉ mục đích nối hai vế với nhau chứ nó không đứng ở đầu câu và có dấu phẩy.
ít nhất là đi thi các em sẽ bỏ được hai đáp án B và D ở câu 30, dựa vào vị trí của câu, vị trí của câu và dựa vào dấu câu nữa. Bài đọc nhá. Bài đọc hiểu này, cô nói qua một chút xíu, như trước cô có nhắc em rồi là với bài đọc 5 câu, bài đọc này sẽ không phải là quá khó hiểu, nhưng cũng đừng tham đọc hiểu từ đầu đến cuối rồi mới làm bài nhá. Đừng làm như thế. Các em chỉ nên đọc qua cho cô câu đầu tiên và các câu đầu tiên của các đoạn, câu đầu tiên của các đoạn và thêm cái câu cuối cùng của đoạn mở bài. Còn nếu bạn nào cẩn thận hơn thì các em có thể đọc đoạn mở bài, đoạn đầu tiên và các câu đầu tiên của các đoạn để xem là bài đó nó viết về cái gì, về vấn đề gì về giáo dục này. Đấy. Sau đó là mình sẽ vào câu hỏi luôn các em nhé. Bởi vì bài này nó không phải là quá khó, mà kể cả nó có khó đến nữa các em cũng không nên đọc ngay từ đầu đâu. Bởi vì với những bạn mà biết từ một chút thì cô sợ là các em khi các em đọc thì các em lại sa đà vào việc dịch. Sa đà vào việc dịch là các em đắm đuối với nó là mất rất nhiều thời gian. Mà các câu hỏi ở bài đọc 5 câu này nó sẽ không phải là quá khó, nó không lắt léo đâu, nó bình thường thôi, nên đừng cố đọc ngay nhé. Câu số 31 này, 31 thì các em không nên làm ngay từ đầu, nên làm sau thôi. Nếu mà lúc đầu nhìn qua ấy, khi các em đọc các câu đầu tiên của các đoạn rồi thì các em có thể bỏ bớt 1 đến 2 đáp án nó quá chi tiết để bỏ bớt nó đi thôi, đúng không? Ở đây thì cô nghĩ là mình sẽ khi mà đọc lướt lướt qua ấy, thì cô sẽ bỏ đáp án bạn đáp án nào bây giờ nhỉ? Cái này thì nhìn qua thì cũng không cái nào cũng quá cũng chi tiết đúng không? Cái này chắc phải đọc qua đấy. Đọc qua các câu thôi. Cho đáp án luôn các em nhé. Nhìn đây chắc là sẽ hơi khó rồi. Chắc bị lag nó hơi giật nhá. Nếu mà phần này bạn nào có thắc mắc câu nào thì cứ comment ở dưới cho cô nhé, để cô sẽ trả lời riêng cho các em. À, câu 23 chưa có đáp án à? Oh my god. Câu 23, các em ơi, cô quay trở lại với câu 23 một chút xíu nhé. Fall into decline là giảm. Ồ quá, tham nói mấy cái từ liên quan hay là cô quên mất không cho đáp án. Các em ơi, decline thì cô vừa nãy cô bảo là cho bằng với từ decrease này, bằng với decrease là giảm rồi đúng không? Thì đương nhiên mình bỏ được đáp án B. Bỏ được đáp án B, nhưng mà cả ba đáp án còn lại đều liên quan từ increase thì mình phải chọn đáp án nào? Đấy. Thì lúc đấy thì các em phải biết cấu trúc, phải biết cấu trúc nhá. Các em có nhìn thấy cái cấu trúc vô vừa nãy cho đấy. Thực ra cô định cho cái này để các em chọn đáp án mà cô quên mất. Đây các em, mình có on the decline và on the decrease là giảm, thì nó sẽ bằng nghĩa với từ được gạch chân đúng không? Thì bây giờ sẽ là trái nghĩa sẽ có to be on the increase thôi các em. Đó. Ok nhá. Be on the increase. Đi thi nó làm như thế này. Decline, nếu mà cái phần gạch chân mà nó hơi lạ một chút nhưng mà cái từ xung quanh nó dễ thì các em vẫn có thể đoán được đáp án đúng. Ý là đoán được, ý là từ được gạch chân mà khó nhá thì đáp án người ta sẽ, đáp án lựa chọn ấy nó sẽ dễ hơn và nó không đánh lừa các em. Còn đây là từ decline là quen rồi, dễ rồi, thì nó lại làm cho các em cái đáp án nó khó lên, là cái từ increase đấy nó nằm trong cái cụm nào nhá. Nhá, câu 23 phải để cô bỏ sót nhá. Đáp án là C các em nhá. Bài đọc 5 câu cho đáp án luôn nhá. Ai mà thắc mắc câu nào thì cứ comment cho cô nhá, để cô sẽ trả lời các em sau. 31 ý A, 32 ý A tiếp. Both là thay thế cho cái gì đúng không? Tiền bạc và thời gian. Câu số nhạt. Số 34 đáp án là C. Và 35 các em này, cái có từ commitment đấy. Ở đây mình có nói rồi đúng không? Commitment sẽ liên quan đến earnest ở đây, cam kết. Cái này nhớ cho cô là tìm từ đồng nghĩa trong đoạn văn. Tìm từ đồng nghĩa trong đoạn văn thì các em phải dựa vào ngữ cảnh của đoạn văn mà làm nhá. Thì make a commitment to learn something new each day sẽ nghĩa tạo ra một cái quy luật, tạo ra cơ hội hay cảm thấy cần thiết hay tạo tình huống để học một cái gì đó mới. Cái này các em phải dịch theo một đoạn, một hai câu đằng trước nữa thì nó sẽ dễ hơn. Nhớ cho cô nhé, tìm từ đồng nghĩa trong đoạn văn, các em buộc phải dịch ít chọn từ sang từ luôn nhé. Bởi vì các em biết nghĩa rất là hạn chế, thường các em một từ các em chỉ nhớ được một nghĩa thôi. Nhưng mà thực tế là tiếng Anh, một từ trong tiếng Anh nó sẽ có rất nhiều nghĩa, dựa theo những cái ngữ cảnh khác nhau mà nó sẽ thay đổi nghĩa khác nhau.
Bài đọc này cô sẽ cho các em một số từ vựng nào. Cái có từ seeking. Seek thừa biết là tìm tìm kiếm đúng không? Động từ tìm kiếm nào. Viết xuống đây nhé. Bình thường các em có seek for cho từ dễ đến khó các em nhé. Seek for thì bằng với search for đấy đúng không? Tìm kiếm. Dễ này. Tiếp nữa này, các em có từ seek out thường hay đi với somebody các em nhé. Seek for thường thường hay đi với something là nhiều các em ạ. Còn seek out thường hay đi với. Thêm nữa các em có seek through là lục soát hay là khám xét đấy các em. Một từ nữa nào, nốt từ cuối cùng đó là từ seek one's fortune. Các em có thể bỏ từ one đi cho dễ nhớ đi. Seek cộng với từ fortune. Fortune các em biết nó là sự may mắn đúng không? Fortune nghĩa là tìm vận may đấy các em. Tìm vận may. Nghĩa đen nó cũng giống đúng không? Nên mình học luôn cho nó nghĩa là nghĩa đen nó dễ như thế. Nó nghĩa là nghĩa đen nó phù hợp ở đây thì mình học luôn cho chắc là dễ nhớ hơn một chút xíu. Tiếp theo, các em học cho cô một từ nữa đó là từ set goal. Set goal đặt mục tiêu, đặt mục đích em. Set goal đặt mục tiêu, mục đích. Tiếp nữa, các em có từ acquire knowledge gặp nhiều rồi các em nhỉ, cô cũng nhắc nhiều rồi. Nó sẽ bằng với gain knowledge đấy các em, có được kiến thức, tri thức gì đấy đúng không? Và thêm một từ nữa make it a habit các em nhé, là làm cái gì đó, nghĩa là hình thành thói quen đúng không? Trước các em gặp cái từ make a habit of something rồi. Make a habit of something là gặp rồi các em nhé. Trong cô quay lại một chút với cái từ set goal các em này. Set goal là đặt mục tiêu này. Và trong cái đoạn này cô cũng có thêm một cái từ nữa là reach goal. Reach goal đấy là đạt được mục tiêu, mục đích đúng không các em? Đó. Học thêm các em nhé. Rồi cô chuyển tiếp luôn này. 37 đáp án C. 38 đáp án D. 39 41 ý B. 42 ý B. Đó. Được không các em? Bài này có một số từ vựng sau cô muốn chú ý này. Các em có từ thrive các em đã gặp nhiều lần rồi. Thrive là phát triển mạnh mẽ hay là thrive đã gặp rồi đúng không? Thriving đấy các em. Đấy. Thì cái từ đấy nó sẽ bằng với từ grow vigorously nhá. Cái từ vigorously này. Câu này tưởng là dễ, nhìn cái từ thrive có cô nghĩ là nhiều bạn biết rồi, nhưng cái đáp án đúng nó lại sử dụng một từ quá lạ với các em. Và cái từ đấy nó đang bằng với cái từ nhờ chờ cô chút xíu này. Bằng với từ của paramount, nhìn mãi mới ra đây các em. Paramount. Đây các em nhé. Khó đấy. Nhắc lại này, câu 38 phát triển nhanh. Phát triển nhanh, mạnh. Quay lại với bài cho cô một số từ vựng này. Đoạn 1 các em có In action là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là ai các em? Ý là nó có cái từ nối ấy. In action thôi, tìm giới từ chẳng hạn. Hoặc là nó cho sẵn in và chọn một cái từ đằng sau liên quan đến từ vựng.
khó đấy, không dễ đâu. Tiếp theo, Kem có học cho cô từ nào đây? Cho cô từ Paramount 2 các em ạ. Dòng cuối cùng của đoạn 1 các em nhé. Paramount 2. Cái từ này sẽ bằng với important 2. Quan trọng. Quan trọng này hay là cao hơn, nó có rất nhiều nghĩa các em nhé. Important 2. Quan trọng. Từ đấy hơi lạ đúng không? To be in question các em nhé. To be in question, nhớ cụm từ thôi. Ô, bài này nếu mà tại vì nó lag như thế này nên là chắc là các em cũng khó hỏi cô lắm, không 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 tương tác được. Nên thôi tạm thời là cô cứ cho đáp án như vậy đã. Sau đó là nếu bạn nào có thắc mắc câu nào thì cứ comment ở dưới để cô trả lời nhé. Thôi cố gắng các em nhé, cố gắng khắc phục hôm nay. Chủ ngữ của cô này là candidate này, danh từ số ít nên là động từ ở đây sẽ là số ít thôi. Has. Số 44 các em có cấu trúc song song đúng không? Cấu, đáp án sẽ là D. Là D. Đằng trước các em đang có shifting, separating và putting các em nhỉ? Đều là verb being nối với nhau mà bằng lên từ am mà. Putting các em nhé. Cái từ nó khá là lạ nhưng chứ nó không dễ như câu 45 ở đây nhá. Các em thấy trong bốn câu 45 này thì chỉ có mỗi đáp án C là có khả năng là sai ở từ vựng thôi đúng không? Nên là chọn luôn, nhưng đi thi không được như này đâu các em ạ. Respectable là đáng tôn trọng các em, đáng được tôn trọng. Bọn trẻ con được mong đợi là đáng tôn trọng với ông bà thì không được rồi. Các em sửa cho cô nhé. Đó là respectful. Ý là thể hiện sự tôn trọng với người khác đấy các em. Các em sửa cho cô thành respectful. Tôn trọng ai, tôn trọng cái gì? Đây là thể hiện lòng tôn trọng nhé. Các em dùng đuôi full. Cô có bảo là đi thi rất hay gặp những cái cặp từ mà nó cùng loại từ này nhưng khác nhau cái đuôi thì nghĩa nó khác nhau đấy. Respectable là ví dụ như là ai đó hay là việc làm gì đó rất đáng được tôn trọng. Còn respectful là thể hiện lòng tôn trọng với người khác. Và thậm chí là cho cô thêm một chút này, ghi lại một chút xíu nhé. Các em có respectable, respectful. Cô vừa nói xong rồi, bây giờ cô nhắc lại thêm một từ nữa, đó là respect tip. Okay. Respect tip là tính từ. Tính từ này sẽ nghĩa khác hoàn toàn so với cái nghĩa gốc là từ respect. Số 46. 46 câu này là gì nhỉ? So sánh đúng không? A hơn B thì là B không bằng A. Đáp án sẽ là C. Dễ rồi, năm ngoái có câu này nhưng năm nay không có nữa nhé. Trong câu này thì học cho cô cái từ needless to say, không cần phải nói. Đây là một cụm từ cố định các em ạ. Học nhé. Needless to say, không cần phải nói. Câu 47 là câu trực tiếp gián tiếp, tất cả đều là encourage rồi, chủ yếu là kiểm tra cấu trúc thôi. Encourage somebody to verb, đáp án B. Khác nhau cái chỗ learn to learn đấy đúng không? Chắc là didn't, can't. Ở đây là thay thế cho it, isn't necessary các em nhỉ? Isn't necessary, không cần thiết đấy. Không cần thiết. Nên đáp án sẽ là C, needn't. Easy nhỉ? Quá đơn giản với các em đúng không? Số 49, câu này nhìn vào đáp án các em có sẽ biết ngay đây là câu điều kiện rồi, có provided này, bằng với if này, unless này. Và if là câu điều kiện rồi. Đấy, là câu điều kiện nhá. But for nữa đúng không? Sẽ viết lại với câu điều kiện loại 2 các em nhỉ. Câu điều kiện loại 2 thì đương nhiên đáp án C bỏ này, động từ y là sai này. Mình cứ bỏ những câu mà sai về cấu trúc đi đã đúng không? Và nhớ là câu câu điều kiện thì đặc biệt là câu điều kiện loại 2 và loại 3 là thể hiện một điều trái ngược. Thể hiện trái ngược nhá. Câu 49 đáp án B là nếu mà bố tôi không nghiện rượu thì tình trạng sức khỏe của ông ấy đã không tệ đến thế. Đây là đang cả hai vế đều đang thể hiện sự trái ngược đây, alcoholic. Đây là not alcoholic. Ở trên là so bad thì đây là not be so Câu 50 đương nhiên là nhờ như mình vẫn nói đấy là nó sẽ liên quan đến một câu đảo ngữ đúng không? Trong 5 câu viết lại câu sẽ có một câu trực tiếp gián tiếp này,
có một câu động từ khuyết thiếu, một câu điều kiện, và có một câu là câu chuyển đổi thì cơ. Đi thi năm nay là sẽ có một câu chuyển đổi thì chứ không phải là một câu so sánh như câu 46 ở đây. Và câu còn lại sẽ, khi các em làm xong bốn câu kia rồi thì câu còn lại xác định luôn nó là câu đảo ngữ. Trong một bài sẽ phải có ít nhất một câu đảo ngữ. Ở đây đáp án sẽ là D, có duy nhất đáp án D là câu đảo ngữ thôi. Hardly đi về quen đấy các em, vừa mới thì đã. Nhưng mà nhớ cho cô nhé, lưu ý cho cô là đi thi không bao giờ nó cho các em chọn được ngay một duy nhất một đáp án là đảo ngữ đâu, mà ít nhất nó cũng phải có hai đáp án là đảo ngữ để cho các em buộc các em phải dịch ấy các em. Phải dịch ý là nó cho các em có thể loại được hai đáp án không phải là đảo ngữ. Sau đó là có hai đáp án là đúng đảo ngữ rồi, nhưng mà đáp án nào nó đúng về ý nghĩa hơn. Chứ nó không dễ như này nhá. Ở đây các em có để ý cho cô từ van này, để ý nốt này. Từ van là sau đó đúng không? Thường nếu mà nối hai câu mà có từ van hoặc là từ soon đấy các em, soon, sớm thôi, sau đó đấy, hay là later, sau đó, mấy cái từ này là mà các em thấy là mấy cái từ này gặp trong cái phần câu câu đảo ngữ thì các em nghĩ ngay đến hardly when này, barely when, scarcely when nữa các em nhỉ, hoặc là no sooner. Scarcely when, barely when, hardly when và no sooner các em nhé. No sooner thì đi với than. Kết hợp giữa quá khứ hoàn thành, kết hợp quá khứ hoàn thành với quá. Ok nhá, nói qua cái này thôi. Được chưa nhỉ? Các em có vấn đề gì cần hỏi cô không? Hôm nay chắc là, đúng thật là hôm nay chắc là mạng hơi chậm nhà cô livestream ở đây nhá. Hôm nay là có vấn đề về mạng hay là chắc là mình sẽ chưa có những cái câu trả lời, ý là cô chưa giải đáp được những câu hỏi của các em. Ở đây các em cũng chưa, chắc là cũng khó theo dõi, là chưa có câu hỏi gì cả. Hay là để dành cho phần comment nhé. Nếu mà thắc mắc câu nào cứ comment ở dưới và cô sẽ giải đáp cho các em. Thôi, bây giờ tạm thời là mình sẽ dừng bài chữ ở đây nhé. Cố gắng là buổi sau mình sẽ học đều, học sớm hơn và nó sẽ khắc phục được những cái vấn đề nhựa của hôm nay.